Đà Lạt được thiên nhiên ban tặng những báu vật vô cùng quý giá, cho khí trời mát mẻ trong lành, cho cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kết hợp với tính sáng tạo của con người đã tạo nên những cảnh quan kiến trúc độc đáo. Hệ thống cảnh quan đô thị kết hợp với hệ sinh thái rừng tự nhiên tạo nên thương hiệu Đà Lạt thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Nhờ sự hòa quyện tuyệt vời đó đã làm cho Đà Lạt trong năm mùa nào cũng đẹp. Song có một mùa mà lâu nay chưa được khám phá, phát triển để Đà Lạt đã đẹp ngày càng đẹp hơn, đó là Đà Lạt mùa màu tím và sương. Mượn sắc màu tím và làng bàng của sương Đà Lạt, tác giả Phạm Ép kể nhiều câu chuyện về tài nguyên du lịch toàn cầu, du lịch Việt Nam và phố núi Đà Lạt. Hướng tới kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, trong chuyên mục Cùng Bạn Đọc Sách hôm nay, Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Đà Lạt mùa màu tím và sương của tác giả Phạm Ép. Sách có độ dày 575 trang, khổ 15 x 21 cm, do nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật ấn hành năm 2022. Đây là một trong những cuốn sách vừa có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, vừa có ý nghĩa trong thực tiễn, và cũng là một nguồn tài liệu quý góp phần vào sự phát triển bền vững cho ngành du lịch nói chung, du lịch nông nghiệp của Việt Nam trong hiện tại cũng như trong tương lai. Tiến sĩ Phạm S. hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông vừa là nhà quản lý, vừa là nhà giáo, vừa là nhà khoa học, một kỷ lục gia viết sách về Đà Lạt nhiều nhất 13 tác phẩm. Trong đó, nhiều cuốn sách được xuất bản song ngữ Việt Anh, Việt Pháp như Đà Lạt, Ba Thiên Đường, Hai Hội Tụ, Một Tầm Nhìn, Đà Lạt, Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, điểm đến hấp dẫn du khách toàn cầu. Cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1. Phát triển du lịch Đà Lạt trong điều kiện biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh chung với biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 toàn cầu, tác giả đã phân tích và làm rõ du lịch Đà Lạt có những lợi thế nhất định. Trên cơ sở phân tích khoa học và thực tiễn, tác giả đã đưa ra 10 đặc điểm trong quá khứ, 10 đặc điểm hiện tại và 10 đặc điểm trong tương lai của Đà Lạt rất thú vị, giúp bạn đọc có ý tưởng sáng tạo cần phải làm gì và làm như thế nào để cùng chung tay phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ngành du lịch Đà Lạt nói riêng. Chương 2. Đà Lạt trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế. Ở chương này, tác giả đi sâu, phân tích rất kỹ các điều kiện về cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc, khí hậu và con người Đà Lạt, tạo nên sự những yếu tố riêng biệt đối với du lịch Đà Lạt. Chính vì được thiên nhiên ban tặng cho nhiều yếu tố tự nhiên đã tạo cho Đà Lạt luôn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có kiến trúc cảnh quan độc đáo, có sự hội tụ dân cư nhiều vùng miền trong cả nước, đã tạo lên phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Chương 3. Cơ sở khoa học và ý nghĩa màu tím. Bạn đọc sẽ được tác giả cung cấp nhiều thông tin thú vị về cơ sở khoa học và ý nghĩa màu tím. Bên cạnh đó, giới thiệu 12 công trình kiến trúc màu tím nổi tiếng trên thế giới, 29 thương hiệu thành công trên thế giới sử dụng gam màu tím và 80 loài hoa màu tím trên thế giới, cũng như giới thiệu các công trình kiến trúc và thương hiệu màu tím ở Việt Nam. Chương 4. Đà Lạt mùa màu tím và sương. Tác giả đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các yếu tố về thời tiết ở Đà Lạt như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, số ngày mưa, lượng bốc hơi và số ngày có sương. Từ đó qua chứng minh qua các số liệu khoa học và hình ảnh rất thuyết phục, Đà Lạt có một khí hậu tuyệt vời, không chỉ so sánh với quốc gia mà còn quốc tế, và cũng phân tích 10 giá trị cốt lõi, sự kết tinh kỳ diệu từ đất lành tạo nên nét riêng có của Đà Lạt mùa màu tím và sương. Thưa quý vị, ở các chương, tác giả đều đưa ra những phân tích
đánh giá, dẫn chứng cụ thể về ý nghĩa màu tím được sử dụng trong lĩnh vực lịch sử, kiến trúc, văn hóa, thể thao, xã hội, khoa học, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế, kinh tế, chính trị. Sự xuất hiện của màu tím trong tự nhiên, sinh học, vũ trụ. Từ đó đã nêu ra những khuyến nghị để phát triển du lịch và một số lĩnh vực trong tương lai. Đà Lạt, mùa màu tím và sương là cuốn sách có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, bổ ích cho bạn đọc với cách hành văn mộc mạc, thực tế, được xem như tư liệu khoa học giá trị để tham khảo cho nhiều đối tượng độc giả, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong quá trình khởi nghiệp du lịch bền vững. Cùng kỷ lục gia tiến sĩ Phạm S trải nghiệm qua 4 chương sách và khép lại với Đà Lạt mùa màu tím và sương, độc giả dường như vẫn dùng rằng trong không gian sương tím với những ảo ảnh huyền mơ. Sự hòa quyện kỳ ảo của mùa màu tím và sương có thể mở ra hướng mới trong hành trình phát triển du lịch Đà Lạt Lâm Đồng.